Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tháo Gà đây. Đấy. Nói chung là lấy cái view đồ. Thì đây là nhà của tôi, còn Sướng là ở bên kia. Thì nhà tôi vẫn đỡ một số hàng cao cấp á. Hàng mà tôi đang mặc này là 179k nha. Tiền thờ quảng cáo xíu lúc đầu thôi. Nói chung là clip ngày hôm nay á, tôi sẽ làm một clip cho anh Châu. Nói chung là lâu lắm rồi không làm clip cho anh Châu. Bởi vì có những anh em mà yêu quý tôi á, nói chung là gọi cho fan cho thân tình nha. Thì là anh em mua áo xong kêu là ủng hộ anh Thảo xong, anh Thảo hứa phải làm clip cho anh chị Châu, hay là nếu anh em nhắn tin kêu là em có xem kênh của anh rồi mua đồ ủng hộ anh đồ á, thì anh phải làm clip cho anh Châu rồi nha. Thì hôm nay ok, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của anh em, bởi vì anh em đã ủng hộ quá nhiệt tình trong thời gian gần đây ấy. Thì là tôi sẽ nghĩ ra một ý tưởng cho anh Châu. Đó là thì cái shop của tôi á là thành lập đúng không, thì là các cổ phần của tôi với Châu, thì là bữa trước hai đứa góp vô được là 100 triệu đồng. Anh em không nghĩ làm đâu, 100 triệu nha, không ít đâu. Thì là bữa giờ bán thì cũng có dư, thì như anh em biết là mới vừa mua cái điện thoại đúng không ấy, xong rồi cũng còn dư thì đóng hàng này, nói chung là nhập sau lưng này, nói chung là cũng 70-80 triệu, không ít đâu anh em ơi, giá hàng cao cấp mà. Thì bữa giờ bán cũng được 40-50 rồi, thì tiền nó nhiều tài khoản đây, nó có trong tài khoản của tôi là giờ có tài khoản còn bao nhiêu nha. Đây, nói chung là giờ tôi anh em xem sơ sơ thấy thôi, tôi đã đưa trong tài khoản chính á, gần 50 triệu, rồi ở trong mấy cái tài khoản ví khác nữa thì đâu đó cũng mấy chục triệu nữa, nói chung là cũng còn được sẽ 70 gì đó. Nhưng mà sao ta, Châu thì là ở bên bộ phận đó là nhắn bay xong rồi giao hàng rồi kiếm hàng rồi các thứ, xong rồi quay xuống đợi coi người ta nó cắt hàng được thôi á, với lại là kiểm tra lỗi không hát rồi xong rồi ship đi rồi mẹ các thứ. Còn chuyện kế toán đồ là tôi bộ phận như ta nói sao ta thu quỹ thì là vậy. Nên là trong clip này tôi sẽ cho anh Châu, đó là tôi bị phá hết số tiền này, tôi không biết, nói chung là bữa giờ anh tiêu như là anh cũng nhớ nữa, mà giờ trong tài khoản giờ còn không đồng mà không có ngân hàng trong người hết. Giờ là giờ hết tiền làm hàng rồi, giờ mới đang may thêm 1000 áo cao cấp nữa rồi giao cho người ta, nhưng mà giờ không có tiền lấy. Được coi thử phản ứng của Châu sẽ như thế nào, được coi thử Châu còn tiền để Châu tôi mượn không, như lại là sao nữa ta. Nói chung là thử phản ứng của Châu đỡ cho anh Châu vậy thôi. Bây giờ là tôi sẽ giấu cái điện thoại đồ hết, xong rồi giấu hết tất cả mọi thứ, xong đặt cách quay đỡ điện đợi Châu qua. Dạ, Châu chuẩn bị qua đây này. Giờ hàng ngày thì do hai đứa làm chung mà, thì cứ Châu qua nhà tôi xong rồi có quay đồ này đó, như mấy cái đơn rồi này. Đây mấy cái đơn này là ngày mai đi ship cho khách này, các bạn mua hết đi rồi đó, thì là ship như thế này, thì là Châu qua đóng gói xong rồi lên hàng rồi các thứ, xong rồi hai đứa sẽ qua Sướng để coi tại làm, xong rồi lấy hàng rồi giao hàng đi, cũng bên Sướng nữa đó, là hai bên. Cũng gần tới giờ Châu qua rồi, thì giờ tôi sẽ đặt cọc quen để chuẩn bị cho anh thử phản ứng coi thử hết tiền sẽ ra sao nha. Ok đây, thì là bây giờ tôi sẽ bánh hết tiền qua bên tài khoản ai ta biết bánh tiền qua tài khoản này không biết. Tôi sẽ gửi đỡ 40 mấy triệu này qua bên tài khoản của Châu trước, sẽ ở lộn quay của Bí Dung trước, chứ mày còn mấy cái ví kia tôi sẽ chuyển về một cái ví mới đó. Cho tôi cả hai điện thoại là nói chung là cả hai ví Momo, là thì cái ví Momo kia còn được 3 mấy triệu thì tôi sẽ chuyển vô trong cái ví bên điện thoại này luôn, xong rồi giá điện thoại này hết kêu là anh xài ngã nào hết không biết luôn, chắc là mới mua que hôm nay sẽ bán luôn. Tôi phản ứng thôi, rồi giờ tôi sẽ chuyển nha, chuyển cho bé em tôi còn phải thi Dung đợi chiến lộn cho anh em nặng này chết luôn. 43 triệu. Bây giờ tôi sẽ nhắn chiến nha. Rồi ok rồi, anh em nghĩ tin là ok rồi. Nói chung là giờ tài khoản tôi chỉ còn được có vài trăm ngàn thôi, nghĩ sao 100 triệu hùng vô làm mà giờ chỉ còn có vài trăm ngàn thôi, chắc Châu sẽ sốc luôn. Còn cái đơn hàng này á thì thật ra là đã bán được khoảng đâu đó là 40 mấy triệu rồi, nhưng mà còn cái đống này á, chuẩn bị ngày mai ngày mốt cũng đi hết rồi. Nhưng mà giờ phải lừa Châu kêu là chó rồi giờ bán ế quá rồi, xong rồi kêu như là tiền thì hết rồi các thứ, mà đặt thêm 1000 áo gia công nữa rồi, mà giờ không có tiền để lượm hàng. Chuyến này là Châu sẽ sốt sáng lên cho mày xem. Thì do bữa giờ hai đứa cũng làm mà cũng không có ăn tiêu gì hết. Thì nói là do là tôi quản lý tiền không tốt nên là bị mất. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thử gọi Châu thử đi tới đâu rồi nha. Châu cu tiêu giờ chị gọi cho Châu có thể tới đâu rồi, ủa mấy hát tiền hả ta. Sao kỳ vậy, alo
Lô. Lô. Đi chưa? Đi chưa? Đi rồi. Tao đâu rồi? Đừng tới chưa? Tới hình như cái này làm sao? Sắp tới đầu ngõ thì sao á? Nhiều nhanh 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 nhở? Ok, tới gần chưa anh mở cửa nha. Qua đó thì chưa có mấy đơn này, qua gói luôn lẹ. Nhưng mà chạy qua xuống đúng không? Trời ơi con này kinh thiệt. Thôi giờ chung là thôi được kiếm tiền rồi bây giờ. Sẽ còn một máy quay nữa. Đấy, một cái máy quay nữa tôi sẽ đặt ở góc nào giờ ta. Nói chung là giờ nhà đồ nhiều quá rồi giờ biết ở góc nào luôn. Còn một máy quay nữa sẽ đặt ở góc này quá. Lấy gói này chia lại tiếp tục thử phản ứng. Sẽ đặt một góc quay ở chỗ cái mền gấu này nha. Đấy, tao vô là sẽ tách cận này. Đấy. Rồi, ok. Rồi, bé đứng dậy đi. Động rất là quay giờ. Chúng mình chuẩn bị ra mở cửa thằng cháu. Cái mở với Mỹ chứ đó nói con. Nó nghi ngờ. Đúng không? Người ta ở đây còn một cái máy quay nữa. Xì kiếm tôi gấp chặt trước anh em ơi. Ở trên trâu đang tới rồi. Giờ bé tôi ra ngồi kia. Đời trâu rồi ấy nè. Tôi sẽ... Đợi hồi đời trâu nha. Đợi trâu thôi. Con này gọi cùng chơi nhà máy nữa. Nghe đi. Mở tiền ra mở cửa nhà máy. Em mở cửa, mở cửa thì có mở cửa đi. Lấy áo gì? Mới có cái áo mới nè. Thôi, để hôm lấy cái chiều lên đường. Được mấy đơn hả? Sáng giờ được 3 đơn phải không? Đâu, sáng đi, thì sáng mình gói để 5 đơn rồi đó. Thì giờ 3 đơn này nữa. Chứ... Ủa áo nhặt. Hả? Cái áo mới đó. Mới đem gì rồi đó. Còn bên xuống nữa thì từ từ để cắt. Chứ... Ê, là mày chỉ cho mẹ mày lên cái đơn này đấy. Chứ mẹ mày lên cái đơn này đấy. Từ từ lên nói chuyện em xíu hả? Thì bữa hai đứa mình góp vô nhiêu nhớ không? Nhiêu ra? Hình như gần 100 á. Gom này cũng được gần 100 á. Gần 100. Thì bữa giờ mình bán, bữa giờ mình nhập, bữa giờ mình bán được 2.000 mấy hàng rồi. Nhưng mà ấy là không đi chưa còn còn thì đây đang ở nhà 80 triệu đây nè, bữa giờ bán được nhiều cũng không quên thống kê lại đâu, nhưng mà nó chắc đây giờ nó còn được cỡ cỡ năm số chục tiền hàng nữa rồi, với lại chuẩn bị lấy luôn ngàn hàng nữa, mấy bữa gốc 100 triệu, mấy mà bị quen cái thói cũ á, quen thói cũ là gì đâu làm như tóc như vậy, sáng làm nhiêu cũng tiêu hết, thì bữa giờ đỡ trong tài khoản giờ cũng tiêu hết mẹ rồi. Gì nói lại coi. Quên nãy giờ em cả lớp không muốn nghe. Hả? Em mệt quá, bỏ ngồi đi. Em mà bị quen cái thói cũ á. Quen thói cũ. Nãy gì? Thì đâu làm gì tóc như vậy. Sáng làm nhiêu cũng tiêu hết. Thì bữa giờ đỡ trong tài khoản giờ cũng tiêu hết mẹ rồi. Cái gì? Vậy anh nói lại coi. Quên nãy giờ em cả lớp không muốn nghe. Hả? Em mệt quá, bỏ ngồi đi. Thì bữa giờ em đưa tiền tạm giữ ra kế toán đó thì anh lỡ tiêu hết mẹ mà mày có sợ em mua cái điện thoại này chứ bữa giờ làm đâu vô đâu bữa giờ anh lấy cái đó đi mua này hay sao thì mấy bữa mình đi ăn rồi đó thì ăn lố tiền rồi nè ngày tiêu 1 triệu mấy thì bữa giờ 2 tháng rồi 2 tháng thấy được hàng bữa tiêu thấy được triệu rồi mua iPhone nữa 9 mấy triệu chứ giờ tiền hàng ở nhà nữa
chẳng hạn nha, còn được năm sáu triệu nữa thì tính ra được 140 triệu, hơn 140 gần 140 triệu á, mà bữa giờ tiêu hết rồi thì tài khoản còn không đồng này. What? ý là lấy tiền hàng rồi bữa giờ tiền ăn là tiền hàng không hả? Ờ, ăn mà anh đâu nói em đâu, anh cứ tiêu xong người dột lại mỗi tháng nè. Rồi ý là giờ mang lấy hàng rồi sao tiền hàng đâu lấy nữa? Giờ không biết sao luôn. Đây này, giờ... Sao anh tiêu anh không nói gì vậy? Trừ hết rồi, giờ còn có 900 mấy chục ngàn rồi. Thôi coi coi. Đó, trừ hết rồi đó, 900 mấy chục ngàn rồi. Ủa tiền hàng sao anh ấy giờ sao giờ? Bữa em kêu em giữ đi, rồi em chịu giữ, tôi anh giữ đi. Nhưng mà anh bên kế toán mà em chỉ kiểm tra hàng thôi mà, thì tin tưởng anh đưa anh giữ thôi. Em giờ giờ tiền hàng giờ sao lấy, ngày mai chẳng lẽ thiếu nữa hả? Cái gì? Thì... Giờ kiếm đâu ra như đó trời. Giờ nhà hàng cao cấp thì có như đâu. Đi điên rồi nghĩ sao trời. Có nhà hàng cao cấp 8 mấy triệu rồi thì mấy giờ em không mượn được ai được không? Bây giờ coi có ai trời. Không bị như dạ. Mượn mẹ nữa đi. Ý là mượn mẹ thì được rồi, nhưng mà ý là bữa mẹ mới cho mượn xong rồi. Giờ anh lấy năng hết rồi nè, không biết luôn á, sao anh không nói gì vậy? Mà ý là bữa mẹ mới cho mượn xong rồi. Giờ anh lấy năng hết rồi nè, không biết luôn á, sao anh không nói gì vậy? Giờ mấy còn được 1 triệu rớ. Anh được 1 triệu, anh được 1 triệu rớ nữa. Chứ... Để anh coi giờ có ai mượn lãi đó chứ biết sao giờ. Tiêu rồi, sao Tiêu không hôn nhắc cho mình luôn á. Chứ anh Tiêu anh không nói gì sao anh biết. Cứ thấy giáp gì ăn. Cái bữa 100 triệu đó tính ra mượn người ta mất 70 triệu mà chứ. Anh Tiêu gì ghê vậy? Quay mua hay qua hết 70 triệu rồi nè. Ủa em mua anh mua hả? Không, giờ chắc đi bán lại quá. Hôm qua anh mua tưởng anh tiền tích gì, tiền gì. Tưởng hai đứa tiền hàng mình dâu ra đi mua một cái. Bữa tiền hàng tính ra bán được cái mấy chục triệu, anh tính ra cũng lao được. Bữa giờ tiền dư đó là nhập hàng không phải không? Thì đó, bữa giờ nhập hàng 80 triệu này thì là thì còn 20 triệu đúng không? Thì bữa giờ mình bán mình tiêu, bữa giờ bán tính ra nhầm á, ở với Momo rồi với Zalo rồi á, Shopee rồi chuyên cái gì á, là được cái năm mấy triệu qua đâu ít đâu. Mình tiêu kiểu gì quen thói cũ, tiêu cũng hẹn tiêu thì mấy triệu. Mốt đưa anh giữ không ơi? Giờ làm hết luôn á. Giờ còn tiền nữa rồi mốt giữ chứ không giữ. Giờ ráng kiếm để giữ chứ sao giờ làm lại chứ. Giờ tiền đó giờ biết sao giờ tiêu hết rồi còn đâu nữa. Giờ không vô đóng hàng đi với lại. Giờ phải ráng bán thôi chứ. Chứ giờ anh cứ ngồi ấy giờ biết sao giờ. Giờ ra phải ráng thôi thì mình ăn rồi. Tiêu gì ghê ta, tiêu gì mà tới 100 triệu hết luôn giờ. Có mua gì không vậy? Có mua gì giấu không? Có mua cái điện thoại không mẹ, đâu mua gì đâu, với lại tiêu bữa hai đứa đi ăn đồ hai đứa chứ đâu phải mình anh ăn đâu. Anh ăn cái gì anh ăn rồi em ăn nó xẹo à. Tiền dồn lại nó mất hồn luôn. Bữa giờ cũng tiêu cô rút về đâu 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 kiếm cái tài khoản đâu, nó nghĩ lên kiếm xe thử lại không còn nhà nào luôn. Anh Tiêu ăn không nhìn gì hết rồi. Gì đó em thấy mẹ đưa cho anh còn không đồng. Cái sao anh Tiêu không chịu nhìn? Anh đâu biết đâu. Giờ tiền hàng rồi. Thôi giờ trong bớt em còn gần triệu á. Mấy được tưởng mua mấy 20 cái rồi. Giờ lấy cái thẻ thôi. Điên hả? Giờ kêu người ta giữ hàng giùm thôi. Giờ tiêu vậy xong có dư trời. Trời ơi, tiền vốn á đâu phải kiếm dễ đâu. Đâu phải kiếm được hồi mượn mà dễ đâu. Giờ mượn mẹ em sợ mẹ mất niềm tin mẹ không cho mượn nữa luôn á. Nghe tính ra dư được em 60 triệu tiền lời tính tiền bạn nào hết luôn ta. Chưa đóng hàng đây bữa là lận đã hết 80 triệu rồi thì bữa thì bán cho anh cắn như tấm như cứ chiến qua đi ăn hết cơm luôn còn nữa. Cứ nghĩ trên tài khoản còn được 60 triệu ai ngồi đâu hết xe lần sau em vẫn lấy đi chứ giờ nó mất rồi mất luôn rồi không được nó đâu. Giờ không còn bán chạm lên đơn luôn á. Ngày mai đi ship. Ngày mai bán được 20 cái nữa. Có nhiêu đâu 20 cái nữa cũng vậy không? Không đúng. Rồi cứ cái này điện thoại này giờ bán thay điện thoại. Mới giờ bán không hồi luôn hả? Mới mua dây chưa đem hả? Thôi đánh mặt thôi nha. Đem nữa chị hẹn biết sai rồi. Đi hả? Các bạn hết luôn cái mặt không. Bây giờ nó cái thùng cho nó cho nó nữa. Anh thiệt luôn á. Thôi giờ em ráng đi cách một hai chứ biết sao.
Làm tiền hết rồi mà. Quản lý vậy mà quản lý được hay thiệt luôn á. Mình tin tưởng vô quản lý rồi. Mình chỉ quên cái hàng mát thôi. Có một dạy thôi cũng không làm được hả? Ăn không biết kiểm soát gì hết á. Giờ không biết muộn ai luôn á. Giờ cười cái gì? Ủa tiêu xong vậy vui lắm hả? Vui quá ha. Nói giờ bán rồi đừng bỏ không? Điên hả? Ai mua? Bán rồi đừng bỏ. Giờ lo nghỉ. Sao đó lại vốn đi chờ. Cái gì vậy? Tên Cậu có quay làm cái gì? Quay làm ảnh khắc anh bị kiếm tiền hả? Thôi đừng dám mặt nam thơ nữa bạn ơi. Cầm máy quay ra rồi. Vậy nãy giờ thiệt hay là giỡn? Thì em thiệt hay giỡn? Bé ừ. Đưa mượn điện thoại mày đi. Tôi giỡn đó nha, quay chiến khoán lại tao 60 triệu nha. Giỡn gì vui quá à. Ok anh em ơi, nói chung là do anh em yêu cầu dữ quá nên tôi cũng giá bộ cho anh Châu một chút tiền hàng á. Nói chung thực chất là tiền hàng cũng còn được 7 mấy triệu á, anh mới chia nhau với 60, với lại trong cái ví mua bên điện thoại mới này được 15 triệu nữa. Chứ đâu ra, bữa giờ bán cũng có lầu chứ không có lầu sao mà giá mấy. Rồi thơ sướng rồi gia công rồi các thứ rồi nữa. Đâu thế nào mà tay không bắt giặt được. Tướng tôi dở là làm liều à. Ngàn hàng không ai lấy thì mình tướng. Đâu đấy lại đưa tiền coi chứ. Anh nói ai biết được. Ý thương thoại bọn biết. Thôi lát tôi đưa cho. Nói chung tiền còn ưu quyền hết á. Có anh em làm chứng này ngày mai đăng video lên rồi mày sẽ biết. Giỡn vui quá à. Rồi ok anh em. Anh em ơi, nói chung là do anh em mua đồ bên tôi á nhiệt quá nên tôi đáp ứng nhu cầu của những anh em mà nhắn tin cho tôi kêu là clip cho anh Châu đi, tôi phản ứng đồ các thứ thì nhân tiện bán họ online hai đứa góp chung được 100 triệu thì tôi cũng lấy ra để cho anh Châu cho vui luôn đấy. Rồi thì là nói chung sắp đến sau clip này á, tôi thấy anh em nào mà comment nhiều á thì tôi sẽ chơi một cái event nhỏ nhỏ tặng những cái áo đây, những áo cao cấp bên tôi giá 179.000 á nha, hoodie là 279 quần 279 luôn, thì tôi sẽ tặng một bộ đồ như thế. Anh em nếu anh em nào comment nếu thấy video này hay là tôi vậy thì hãy ấn nút like đăng ký kênh ủng hộ, và nếu muốn tôi tổ chức event tặng đồ á thì hãy comment thiệt nhiều nha. Rồi thôi anh làm mất thời gian nãy giờ trả lời khách nè, nãy giờ nói ra chuyện gì đúng không à. Thôi xin lỗi, tiền còn yêu viên nha. Thôi đi. Thôi lại lượm đồ đi. Đăng đăng đi. Thanh niên. Mặt quạo luôn rồi. Thôi xin lỗi nha. Bye bye.